Em Út xin chào cả nhà. Tiếp tục em Út ước vui ngày mới cùng cả nhà một em linh sam siêu bông ưu điểm nha cả nhà nha. Cây này thì cực kỳ dài luôn anh chị em mình. À, để em quay một vòng cho anh chị em mình xem ha. Có cây mẹ và cây con nè cả nhà. Đây, cây con nằm dưới đây. Đó, dính liền vô thân luôn nha anh chị em mình. Để em quay một vòng cho anh chị em mình xem ha. Còn nhánh bên đây thì em Út đã lũa rồi nha cả nhà. Cây cực kỳ duyên luôn nha. Nhánh bên đây đã lũa nè. Cái phần bên đây đã lũa nha anh chị em mình. Đó. Cây này cao 72 cm nha anh chị em mình. Bộ tán rất là rộng luôn. Được cái cây này rất là rộ hoa nha anh chị em mình. Cây cao 72 cm. Hoành củ tổng thể là 92 nha anh chị em mình. Nơi hoành tổng thể là 92. Còn hoành ngay cái cục ngay đây em đo được là 32. Và hoành trên đây là hoành thân trên đây đo được 17 nha anh chị em mình. Đây 17 là em đo chỗ này. Đây, ngay tay em là hoành 17. Còn hoành ngay cục này nữa là 32 nha. Còn hoành cũ tổng thể là 92 nha anh chị em mình. Linh sam siêu bông ưu điểm nha, bộ tàng. Để em quay cao lên cho anh chị em mình thấy bộ tàng nè. Đó, rất là rộng cái bộ tàng nha. Hoa rất là rộ nha anh chị em mình. Cây cũng cực kỳ dài luôn. Ở bên trong là anh chị em mình xem những cái chi, cái cành của nó nè. Rất là to nè. Cây cực kỳ dài luôn nha cả nhà. Đó, em quay lớp dưới cho anh chị em mình thấy những cái chi phía dưới nè. Cây rất là dài luôn nha cả nhà. Rồi lũa luôn nha. Mẫu tử luôn nha cả nhà. Anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo cho em Út số điện thoại 079 549 9088 cả nhà ơi. Em Út sẽ giao lưu giá yêu thương buổi sáng ngày hôm nay cho anh chị em mình nha. Linh sam siêu bông ưu điểm nha cả nhà. Lũa luôn nha. Ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha cả nhà ơi.